Đây đâu chép xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi Euro trên biển Tổ quốc. Hôm nay là ngày 25 tháng 10, em tiếp tục cân hạnh giới thiệu đến các một chữ đầu đến từ thương hiệu của hãng Technic, model của nó là SNPS860. Lâu lắm rồi em lại giới thiệu các một cái model này. Thì cái model này nó được sản xuất năm 1994, dòng đầu cũng khá là mới, chứ họ thiết kế cửa đĩa ở giữa. Nó sở hữu cái size ngang là 43 cm. Chiều cao của nó là 12,5 cm và chiều sâu của nó là 33,5 cm. Và nó nặng là 5,6 kg. Mặt phay nhôm được sơn màu đen. Và chiếc đồ này có giá xuất xưởng là 54.800 yên. Nó tương đương với khoảng độ 11 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Vào năm 1994 mới giá xuất xưởng có 54.800 yên. Nó là một chiếc đầu cũng khá là chất lượng rồi các bạn ạ. Thì trước đầu này sử dụng dòng mắt từ của hãng Technic, bền bỉ, ổn định và không ken đĩa, chuyển bài rất nhanh. Phần chip giải mã thì sử dụng ăn chip giải mã mát ML64733. Thêm vào đó là sử dụng mạch cỡ A nên chất âm của nó rất là ngọt ngào, mềm mại và chi tiết đều ba giải. Cấu hình máy thì thiết kế rất là kỹ càng. Ngoài cái phần đáy của phần máy ra thì dưới bọc thêm một tấm nhựa để ổn định đầu chống rung. Rất là tốt. Về phần ngoại hình thì em cũng xin quay chi tiết để bác được chiêm ngưỡng. Đây là phần mặt tiền. Mặt tiền của chiếc đầu này thì cái cạnh trên này thì có cái vết xước sơn nhẹ, thì em đúng sơn đây rồi. Đấy. Và cái viền mép đây thì nó có bị mất một chút cái viền này, viền chỉ này. Đấy. Và đây thì cái phần mép của cái kính này cũng có chảy nhẹ, nó chảy sơn đen, phần nút sơn đen đây rồi. Đấy. Đây, sự cắt A này, chỗ DSC. Đấy. Em quay trọng một lần nữa để cho bác được quan sát. Đây, phần nắp lưng. Phần nắp lưng thì đây có cái sự nhẹ nhẹ thôi, nhăm thôi. Ngồi bên đây. Ở đây cũng vậy, sự nhẹ thôi. Cái phần cạnh trên. Cạnh trên thì đây có một cái vết cấn chảy sơn nhẹ, tấm sơn đen rồi. Nó đẹp, đây có chảy nhẹ này. Nắp lưng cơ bản đẹp nhé. Model của nó là SNPS860, điện 100V, công suất là 14W và được sản xuất tại Nhật Bản. Sơ đi máy của nó đây. Sơ đi máy của nó đây là 0F4DC046-04. Chiếc đồ này thì trang bị một đường alox da trên đường mạ vàng này, một đường cổng quang da màu đỏ bình thường và sử dụng nguồn số 8 rồi. Phía sau được có chảy sơn đây. Và đây là phần nội thất bên trong. Phần nội thất bên trong còn rất là mới. Máy móc thì zin nguyên bản. Mắt đọc zin ra máy luôn. Bộ cơ còn rất chắc chắn. Như này, là khủng luôn. Nguồn làm rất kỹ càng, chống nhiễu tốt. Đây, con chip giải mã mát đang nằm phía dưới này, ML64733. Đấy. Tụ lọc của nó đây, 1000 mi, 25V một tụ, khá là lớn đấy. Đây, đáy là thép này. Thêm vào nữa là cái phần đáy của nó ốp thêm lớp nhựa nữa, khá là chất lượng các bạn. Đấy. Đấy đây. Rồi và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như là các chức năng hoạt động của chiếc đầu này để các bác được thưởng thức. Và chiếc đầu này thì cái phần mặt nó cũng có chày như vậy thì bên em bán với mức giá là 1,2 triệu đồng.
em bao với ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền. Bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Trong quá trình nhận hàng các bác cứ test kiểm tra, nếu không may sản phẩm bên em gửi đi mà nó có sự cố thì giữ nguyên tem niêm phong đóng gói cẩn thận gửi lại bên em. Bên em kiểm tra đúng lỗi là hoàn tiền 100% cho các bác. Hoặc các bác đổi những sản phẩm khác tùy theo ý của mình. Còn trong quá trình mà đã sử dụng rồi thì bên em không bảo hành, nhưng bên em hỗ trợ sửa chữa cho các bác nếu như sản phẩm bị lỗi mà không thợ sửa. Tiền phí thì các bác phải thanh toán giúp em. Bên em là hỗ trợ sửa chữa chứ không phải trách nhiệm bên em phải làm cho các bác nhé. Các bác lưu ý về vấn đề này để anh em đỡ mất lòng nhau. Bên em chỉ biết là bán hàng đến bao tay các bác là chạy tốt thôi nhé. Bác nào ở gần thì qua nhà em chọn lựa mua sản phẩm. Bác nào ở tỉnh xa liên hệ trực tiếp với em qua hotline hoặc kết bạn Zalo với em. Số điện thoại em để tiêu đề của video 0907 223 269. Em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Đầu thì không kén đĩa, đọc tốt đĩa lòng xanh là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng cũng như đĩa lòng trắng ạ. Em test cái đĩa chép để bác được thưởng thức nhé. Biết cái đĩa portfolio đĩa chép đây. Các bác cứ chơi từ đĩa photo sao chép này trở nên nhá, thì em không bao cái đĩa chợ đâu. Chợ thì không đảm bảo các bác, nên các bác cứ chơi từ đĩa chép trở nên. Rồi, các bác đeo tai phone vào để em thưởng thức ạ. Bài 2 đi. Thank you.
đảo cực tốt ạ. Mời
Xin phép được dừng vị thuật ở đây. Thì chút này mắt đọc rất là tốt, chất âm khá là hay. Và giá thì chỉ có 1,2 triệu đồng thôi. Em báo với chip toàn quốc cho bạn nào chuyển đổi tiền, bạn nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại em để tiêu đề của video. Các bác liên hệ trực tiếp hoặc cái bạn Zalo với em 0907 223 269. Em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ.